Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 28 tháng 6 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý do tý mùi tương hại cho thấy ngày hôm nay thực sự vô cùng nhạy cảm tuy nhiên những cảm tính thái quá lại có thể gây ra những vấn đề rắc rối trong mối quan hệ với những người xung quanh thậm chí ai đó còn có kế hoạch lợi dụng bạn nữa vậy thì đây không phải là ngày thích hợp cho các quyết định quan trọng đâu tỷ kiên nhắc nhở cách hành xử của con giáp tuổi tý có phần độc đoán và ích kỷ bạn quyết định mọi thứ theo ý mình thậm chí nói một đằng làm một nẻo chính điều này sẽ gây ra những rắc rối trong mối quan hệ của bạn với mọi người xung quanh đấy thủy thổ xung khắc dự báo sức khỏe của bản mệnh không được tốt phần lớn ảnh hưởng bởi tinh thần của bạn thời điểm này không được ổn định dường như luôn có một vấn đề gì khiến bạn phải lo lắng nghĩ ngợi tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim làm việc gì cũng nên hỏi ý kiến của quý nhân bậc cao niên hoặc cấp trên mới có lợi có tiền bạc đối với phái nữ sức khỏe tình cảm không tốt nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc. Không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi, nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt, có hỷ sự. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ, nếu cầu về hôn nhân cưới gả nên cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Làm việc gì cũng nên lấy tình cảm, sự giao thiệp đi trước và chịu thiệt thòi một chút sẽ có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi mà nên ra đi gặp gỡ. Có hỷ sự hao tốn tài lộc nhưng không phải là làm ăn thua lỗ có sự gặp gỡ bè bạn thân nhân tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc công việc làm ăn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn có tin xa nên đi lại di chuyển gặp gỡ mới tốt có hỷ sự ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời ngắn gọn tử vi tuổi sửu ngộ hành lục xung xuất hiện cho thấy nhiều điều kiện không tốt cho việc người tuổi sửu xây dựng hay cải thiện mối quan hệ có những vấn đề bạn càng giải thích càng nói ra sẽ khiến đối phương khó chịu và không chấp nhận sự thật thiên quan là lời cảnh báo cho con giáp tuổi sửu thấy rằng không phải điều gì cũng dễ dàng giống như bạn vẫn nghĩ thế nên cần có sự tỉnh táo để xét đoán và chọn lựa ngày hôm nay nếu bạn không muốn thất vọng hãy kiểm chứng bằng lời nói hành động của mọi người để biết được giá trị của con người họ thổ khí vượng ảnh hưởng tới sức khỏe của bản mệnh lúc này bạn dễ bị đau đầu đau họng sốt với thời tiết như hiện tại thì bản mệnh nên hạn chế đi ra ngoài nhất là buổi trưa không có việc gì quan trọng thì không nên di chuyển tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim ngày xung của buồn mạng chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang chỉnh đốn lại nhà cửa công việc không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác chỉ đem đến sự rủi ro mất hòa khí trách oán nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc nhỏ hoặc có lộc ăn tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày xung của buồn mạng nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng. Sự việc không phải là đơn giản. Nếu là công việc của mình thì nên hỏi ý kiến của quý nhân, cấp trên, sẽ có sự thuận lợi. Có tin buồn ở xa. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp. Việc đi lại, di chuyển, thường gặp khó khăn, chắc trở. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa. Ngày sung của bổn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc đang chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự trì trệ cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót chỉ thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang chỉnh đốn lại nhà cửa công việc nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui tài lộc kém sức khỏe không tốt gia đạo bất an tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc ngày sung của buồn mạng không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công ngày gặp nhiều khó khăn trở lực cực nhọc buôn ba hoặc sức khỏe không tốt có tin buồn cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng ngày dễ gặp chuyện bất lợi bực mình tử vi tuổi dần. Những sự kiện diễn ra ngày hôm nay dưới tác động của thương quan sẽ dạy cho con giáp tuổi dần đôi điều về sự nhẫn nại, và việc vận hành thời gian sao cho hợp lý hơn, cũng như ứng xử sao cho điềm đạm, tử tế hơn. Đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều và khiến cho bạn mắc sai lầm nhé. Một thổ sung khác cho thấy dường như mọi người xung quanh đang chiều chuộng bạn quá mức, đặc biệt là các thành viên trong gia đình, thế nên bạn hành xử có phần thiếu chín chắn. Bạn nên thay đổi cách hành xử nếu không họ có thể từ yêu sang ghét đấy theo xem ngày tốt theo nhị thập bát tú hôm nay bạn có thể khởi tạo các việc hoặc thực hiện chôn cất cưới gà xây cất đào ao giếng khai mương rạch các vụ thủy lợi khai trương dọn cỏ phá đất tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có sự thay đổi về nơi ăn trốn ở công danh tài lộc tình cảm có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng dự tiệc thuận lợi cho việc kết hôn kết bạn đến gặp quý nhân có người đi xa có khách đến học các nghề nhiếp ảnh xây dựng địa ốc tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có người hoặc có tin tức đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại hoặc có được tin tức không tốt về công ăn việc làm cũng không nên lo âu mọi việc sẽ có sự ổn thỏa có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ dù sự việc có xảy ra thuận lợi vui vẻ cũng nên có sự giới hạn hoặc phải đề phòng sự giòm ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình mọi việc chưa phải là kết thúc nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc trong sự mong cầu về tiền bạc và tài lộc cần phải hết sức khôn khéo và giữ bí mật hoặc xem tình hình của người khác tiến hành ra sao hấp tấp sẽ gặp điều bất lợi có người muốn nhúng tay vào cùng một công việc mọi tin tức đều nên cẩn trọng tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực lấy sự an toàn làm điều chính đề phòng rủi ro cần tránh mọi sự tranh cãi thị phi sẽ đem đến nhiều sự mích lòng và công việc cũng không giải quyết được mọi việc đều phải chậm rãi đề phòng rủi ro về đi lại di chuyển tử vi tuổi mão. Nhờ có tam hợp hỗ trợ mà vận trình tình cảm của con giáp tuổi mão thêm phần thuận lợi, hanh thông. Trong mối quan hệ của hai người, bạn nhìn ra được đâu là ưu và nhược điểm của từng người và từ đó tìm cách khéo léo để điều chỉnh cho phù hợp. Nhờ thực thần che trở nên hôm nay là ngày mà trong khi bạn rất sẵn lòng để đưa ra những lời tử tế, những hành động tốt, bạn lại còn quá nhiều những công việc cá nhân cần phải tập trung giải quyết thay vì chỉ giúp đỡ những người xung quanh thế nên hãy biết phân bổ sao cho hợp lý thay vì lo lắng mọi người nghĩ bạn ích kỷ nhé ngũ hành xung khắc cẩn thận trọng trong việc nâng cao các tiêu chuẩn ngày hôm nay nếu không bạn sẽ gặp khó khăn trong việc đáp ứng với chính những yêu cầu đó sau này đây là lúc nên tỉnh táo dù dường như bạn có một chút cảm tính tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy làm gì cũng nên hỏi ý kiến của người lớn hoặc quý nhân của mình nên xem xét lại vấn đề ngay từ lúc khởi đầu mới ra manh mối Mọi sự mong cầu về tin tức đều chậm, nếu có đến thì cũng không tốt, tin buồn, tài lộc dễ hao, mất mát. Chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, dọn dẹp chữa bệnh, giải oan, thu vén mọi sự. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi, có sự hư hại về đồ đạc vật dụng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ mọi việc đều có thể xảy ra không được như ý hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên có sự nghỉ ngơi hoặc chờ đợi tin tức mới rồi hãy tiến hành công việc có cuộc đi chơi ngắn của người thân hoặc nhà có chuyện vui tài lộc trung bình nên thu vén công việc dọn dẹp tu bổ sửa chữa mua sắm dành cho công việc sắp tới tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim ngày có nhiều biến động hoặc có nhiều tin tức có sự hư hại cần phải tu bổ mua sắm ngày có sự đáo hạn đến hẹn hoặc việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện mọi việc khó lòng giải quyết cho xong trong ngày vì hay có những việc xảy ra bất ngờ làm ngăn trở chậm chạp chuyện vui chơi nếu có thì cũng không nên đi quá xa không tốt tử vi tuổi thìn chính quan tương trợ cho những con giáp tuổi thìn đang theo đuổi việc học hành sẽ có được kết quả đáng kể ai đang thi cử sẽ nhận về kết quả như ý bản mệnh bắt đầu gặt hái được thành quả nhờ sự chăm chỉ và hết mình nhiệt tình của mình trong công việc thổ khí vượng không tốt cho sức khỏe và mối quan hệ của bản mệnh trong ngày hôm nay bạn không được khỏe hay bất an nên sinh ra cáu kỉnh như người ta vẫn nói nhọc thì nhằn và mọi người chỉ muốn tránh xa bạn ngay lúc này mà thôi trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng tây bắc phía ngoài phòng thai phụ giường ngủ và nhà vệ sinh do đó thai phụ không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có người ở xa đến thăm, có lộc nhỏ, hoặc có tin xa, vừa về công việc lẫn tình cảm. Mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành. Có người dòm ngó và muốn cản trở công việc của mình. Nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển, bất lợi. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi. Không nên nhúng tay vào chuyện của người khác. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi, hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc. Ngày dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Nên sẵn sàng hao tốn về những chuyện nhỏ mới có kết quả có tin xa có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến chính mình nếu muốn toan tính việc gì cũng nên tìm gặp quý nhân xin ý kiến do đó mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo tìm hiểu không nên vội vã tiến hành nên ngồi tại chỗ chờ đợi tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy mưu sự còn bị nghẽn lối hoặc công việc gặp trắc trở cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình tuy nhiên cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới có khách bè bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ có sự di chuyển thay đổi có tài lộc hạp nghề máy móc chế biến pháp luật sửa chữa tử vi tuổi tị ngủ hành tầm hội xuất hiện nhắc nhở rằng con giáp tuổi tỵ đang quá bận tâm đến những suy nghĩ những chăn trở trong đầu mình ngày hôm nay thay vì tập trung cho công việc thực tế đây cũng là ngày mà bạn muốn khám phá những ranh giới trong mối quan hệ với một người nào đó cũng như những phản ứng của họ trong cách hành xử của bạn chính tài hỗ trợ cho con giáp tuổi tỵ khá nhiều về việc cải thiện tình hình tài chính hiện tại bản mệnh đã thoát được nỗi lo lắng về tiền khi một số khoản nợ lần lượt được thanh toán bạn cảm thấy an tâm hơn và có được sự an nhàn mà bản thân mong muốn ngũ hành tương sinh rất tốt cho những ai muốn cải thiện sức khỏe trong thời gian này bạn có thể bắt đầu thực hiện việc thể dục theo hướng dẫn của ai đó để tránh nhàm chán ngoài ra điều quan trọng là bạn phải thực hiện một cách kiên trì đừng sớm bỏ cuộc giữa chừng bạn nhé tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa Mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Có tin buồn, chỉ nên tu bổ, sửa chữa, mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn. Có tin tức ở xa, ngày không nên mưu cầu, giải quyết những việc lớn. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Ngày có nhiều sự cực nhọc, vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc. Sức khỏe không tốt, có tin buồn nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc giao thiệp hợp tác gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên giới hạn việc đi lại di chuyển nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng trong mọi việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày rất dễ gặp sự cản trở khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm sức khỏe chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường Việc gì cũng nên cẩn trọng chớ để ràng buộc bị vướng vào những chuyện không đâu. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt. tử vi tuổi ngọ. Cục diện ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang tới điều an lành, tươi vui cho cuộc sống con giáp tuổi ngọ. Điều này cũng là do cách hành xử nhẹ nhàng, trung thực nhưng cũng đủ khéo léo của bạn đã khiến người khác thực tâm quý mến và luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn khi cần. Thiên tài đưa tới tin vui về tiền bạc, có thể bản mệnh được nhận thưởng hoặc ai đó vừa trả bạn tiền thưởng hoặc tiền nợ. Thế nhưng bản mệnh lưu ý rằng đừng vì vui quá mà chi tiêu hoang phí thời điểm này khá khó khăn trong việc kiếm tiền bản mệnh nên hạn chế chi tiêu sẽ tốt hơn ngũ hành tương sinh hỗ trợ bản mệnh trong việc thực hiện một kế hoạch nào đó để cải thiện sức khỏe hiện tại nếu ai đang ốm thì lúc này cũng nhanh hồi phúc hơn khi cảm thấy những áp lực tinh thần đã được giảm nhẹ đi phần nào tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim đang ở trong tình thế không được thuận lợi không nên làm cản hoặc nêu ý kiến của mình hãy thuận theo thời thế và chờ một dịp khác hoặc ngày khác trong vấn đề tình cảm không nên có tính cách lâu dài hoặc nên giấu kín, có đệ tam nhân xen vào. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro. Nên có sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Việc đã xong cũng cần phải xem xét lại. Tài lộc dễ hao, có tin buồn, không như ý. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Ngày có tiệc tùng đình đám hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn. Gia đạo bất an, có người đau ốm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng cần phải tu bổ, sửa chữa. Ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Mọi việc đều có thể xảy ra dù đã có dự tính trước. Nên nhẫn nại trong sự chờ đợi nếu có sự chậm chạp hoặc phân vân không biết tính toán hướng nào. Sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ người mình mong cầu. Nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày của sự hẹn ước hoặc công việc đến do đã có sự tính trước có nhiều công việc cần phải lo âu giải quyết kể cả chuyện vui chơi tình cảm giải trí có tin xa nhưng cũng có tin buồn về sức khỏe tai nạn rủi ro của thân nhân bè bạn có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ sửa chữa tử vi tuổi mùi Hôm nay ảnh hưởng của thiên quan nên con giáp tuổi mùi đang bị đặt dưới những khuôn khổ, rào cản rất gắt gao. Điều này khiến cho bạn cảm thấy bị áp lực và mệt mỏi. Hãy cố gắng lên, bởi vì bạn cần phải nỗ lực để có thể hoàn tất những trách nhiệm công việc của chính mình trong ngày đầu tuần này đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh vì thế bạn chớ nên chủ quan với những biểu hiện nhỏ trên da hay cơ thể. Hãy đi thăm khám để được điều trị sớm bạn nhé, đừng ngại tới bệnh viện, hãy đảm bảo việc bạn chữa trị sớm sẽ tốt hơn rất nhiều. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày 19 tháng 5 năm 2021 âm lịch là ngày xấu, nên kỵ thực hiện những việc như khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay cất nhà. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc và hao tài tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai nên chú trọng sự góp ý của bè bạn người cộng sự trước khi quyết định ngày thuận lợi cho sự nhóm họp bàn thảo hao tài về mua sắm đi lại tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương mở tiệm hợp tác tử vi tuổi kỳ mùi thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ sửa chữa đồ đạc nhà cửa nên nghỉ ngơi tránh sự tranh cãi thị phi nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương xuất hành ký kết hợp tác tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng có nhiều sự bận rộn lo toan cho công việc Tất cả đều chưa có kết quả, cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo, hao tài về mua sắm, đi lại, nhưng có tài lộc cũ. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc nhà cửa. Tránh sự tranh cãi thị phi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt, có tin buồn ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương hợp tác có cuộc đi ngắn tử vi tuổi thân chính ấn đã định hướng cho con giáp tuổi thân tham gia những công việc liên quan tới việc giúp đỡ nhiều người nhất có thể bạn có thể trao trái tim yêu thương hòa ái của mình thông qua việc từ thiện hoặc truyền lại cho ai đó những kiến thức có giá trị Kim thổ tương sinh là cơ hội cho bản mệnh cải thiện mối quan hệ với người thân và ngay cả người yêu của mình. Cuộc sống luôn có va chạm và hiểu nhầm, chỉ cần bạn giải thích một cách chân thành thì mọi sự sẽ được hóa giải ngay thôi. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay cũng là ngày 18 âm lịch nhân thần ở phía trong ở phía trong cổ tay, phía trong đùi và âm hộ. Bản mệnh nên lưu ý tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nửa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tình cảm bình thường có tin xa ngày của sự hẹn ước đáo hạn sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa đã đến lúc cần phải giải quyết công việc cho xong hoặc cần phải thay đổi phương hướng kế hoạch hiện tại nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại nên nhắn tin để hỏi lại có tin xa, nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc. Tình cảm bình thường, có tin xa, ngày của sự hẹn ước đáo hạn, sự mong cầu về tài lộc còn xa, chỉ có lộc nhỏ, lộc ăn, quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim làm gì cũng không nên hấp tấp dễ gặp rủi ro kết quả không được như ý chuyện tình cảm không nên dây dưa nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt dễ mất uy tín có người can mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình tử vi tuổi dậu nhờ thiên ấn chắp cánh cho những sáng tạo và trí tưởng tượng của con giáp tuổi dậu được bay cao bay xa hơn nữa hôm nay rất thuận lợi cho những ai đang làm việc về lĩnh vực nghệ thuật nghệ sĩ y học luật sư tôn giáo kỹ thuật nghề tự do ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện sức khỏe cũng như mối quan hệ trong thời điểm này có thể nhờ một sự việc nào đó mà bạn thông suốt một vấn đề tư duy rõ ràng nên hành động cũng rõ ràng hơn theo lịch ngày tốt nếu hôm nay đi đâu bạn nên ưu tiên hướng xuất hành hướng đông nam hoặc hướng tài thần hướng tây bắc chớ nên chọn hướng hắc thần hướng tây bắc tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy ngày có nhiều sự buôn ba phiền muộn rắc rối mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm Đi xa, di chuyển không có kết quả, hoặc kết quả vẫn y như tình trạng cũ. Chỉ nên ngồi yên và chỉnh đốn, sắp xếp lại mọi việc. Tin tức không tốt, có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự gặp gỡ đông người, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước nên đi xa di chuyển gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm giải trí vui chơi cũng vậy không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn danh dự uy tín bị va chạm tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự trắc trở ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại tử vi tuổi tuất. Mùi tuất tương phá khiến trong lòng con giáp tuổi tuất có thêm nhiều điều chăn trở, bạn muốn tiến xa hơn nhưng vẫn loay hoay vì cảm thấy có nhiều khó khăn trước mắt. Hãy học hỏi người có kinh nghiệm và tin tưởng nghe theo lời dặn của họ bạn nhé. Có rất nhiều những mối quan tâm mà con giáp tuổi tuất hướng đến trong ngày có chính quan. Tuy nhiên, bạn cần có cách lựa chọn sao cho thích hợp thay vì ôm đồm quá nhiều công việc bạn cũng cần phải để cảm xúc của mình có một sự cách ngăn nhất định với mọi quyết định mà bạn đưa ra nếu không bạn sẽ gặp khó khăn đấy thổ khí vượng ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe của bản mệnh bạn nên tránh ăn đồ cay nóng tìm cách để hoàn thành công việc cho xong sớm để cuối ngày hoàn toàn được nghỉ ngơi không phải đưa việc về nhà tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên tìm gặp quý nhân cấp trên hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công nếu không cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân nên thay đổi mọi việc tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc mong chờ đã lâu nay có kết quả hoặc có phương hướng giải quyết nhưng cũng chưa phải là tốt cho lắm cần phải chỉnh đốn tu bổ thêm chuyện tình cảm đã đến lúc cần phải nói lên những ý nghĩ trong lòng của mình dù có gặp sự phiền lòng tử vi tuổi hợi tam hợp xuất hiện nâng đỡ cho những mối quan hệ tình cảm của con giáp tuổi hợi thêm phần hanh thông thuận lợi nhất là những tình yêu chớm nở thậm chí có những cặp đôi đón tin vui cưới hỏi có con trong thời gian này nữa đấy người tuổi hợi sẽ nhận ra một điều rằng dường như điều mà bạn cho là hoàn hảo hóa ra lại không được như vậy dưới ánh sáng của kiếp tài tuy nhiên đừng quá nghĩ ngợi và để những nỗi thất vọng làm chủ mình ngày hôm nay hãy học cách đối diện với chúng và sống trưởng thành hơn trước những quyết định của chính mình thủy thổ xung khắc có thể đánh dấu bởi vô khối những sự kiện hoặc việc ai đó tiết lộ ý định của họ với bạn khiến cho bạn không vui một chút nào Tuy nhiên đừng quá căng thẳng vì điều đó, hãy để những suy nghĩ tích cực hơn đem lại cho bạn những cảm xúc tốt đẹp nhé. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa. Sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có tin buồn, tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự khó khăn, chắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mưu tính sẽ khó có kết quả. Tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít, hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc trở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc hoặc có cơ hội có lộc ăn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy nên dùng tình cảm để giải quyết mọi việc không nên có sự đương đầu nếu có thể giải quyết công việc bằng sự hao tốn tài lộc thì cũng nên sự việc chớ để kéo dài thêm nữa hao tốn về giao thiệp hoặc gặp gỡ thân nhân bè bạn tu bổ sửa chữa mua sắm cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại